em ơi. Chào toàn thể cả nhà xem kênh ha. Thì Thanh Đông đang quay nè. Hướng này là mình về hướng Tân Thạnh một quá luôn nha nè. Hiện tại là quốc lộ 62 nha nè. Còn này là quay sau lưng mình á, thì quay trở về thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa. Hiện tại Thanh Đông đang có mặt là ngay cái cầu quốc lộ 62 này á, mình đi vô, nhưng mà cái cầu đang làm anh em ngay chỗ chữ Ba Quang á, nhưng mà nó làm chưa có làm xong cái cầu, nó sửa cầu anh em. Giờ mình vô xã, giờ mình vô xã An Thạnh nha nè, huyện Thạnh Hóa. Thì giờ mình đi cái cầu tạm ở đây anh em. Cầu tạm này thì mưa đi cũng mắc nhiệt á anh em, trơn ta có rải lớp sỏi cho mình đi đỡ. Đi cầu tạm thì mình qua cầu tạm này mình sẽ chạy vô, mình đụng cái đường nhựa anh em. Mình mà đụng cái đường nhựa nó cái cầu làm chưa xong ha anh em. Đụng cái đường nhựa này á thì mình chạy móc đường một thì tới xã An Thạnh luôn nha anh em. Tới xã An Thạnh luôn thì tới đó Thanh Đông sẽ tiếp tục là dẫn anh em bằng video đến điểm cầu luôn. Thì anh em chú ý không qua nhanh để biết được điểm cầu và chính xác con kênh ha. Một con đường thẳng nha anh em. Đường này thì nó im, không có ổ gà gì nha anh em. Rồi bắt đầu Thanh Đông cho qua nhanh một tí để mau tới nha anh em. Thanh Đông đi với ông anh hôm nay nha anh em. Ông đi mà ông đem theo chim rồi ông bẫy tùm lum anh em. Ông đem theo lòng chim luôn nè anh em. Đó. Review quá anh em mai á. Giờ cái đường này anh em cứ chạy thẳng vô là ngay xã Thành An ha. Thì tới xã Thành An Thành Đông chia sẻ tiếp. Giờ ở đây xả nước anh em. Mất cái rồi. Đó, giờ tới cổng xã Thành An nha anh em. Giờ tiếp tục đi ha.
Có chưa anh trai? Có à. Có sướng. Giờ lục bình trôi ba vạt đúng không biết giờ nó thôi chỉ gió hướng nào nó quẹo qua hướng đó chết rồi. Thank you.
sẵn sát lát bữa này. Rồi nè, đồ vừa nhịn xuống.
tròn anh em ơi, bự mà nó dài. Trời ơi, lại chim luôn anh em ơi, lại chim. Khủng long rồi đây bơ, khủng long rồi. Bắt tao kìa, bắt tao. Ây da.
Vô em, vô em. Là thép ác. Lát là ok. Này về đủ cái di sức cái lẩu rồi anh em ơi. Một ngày vất vả lăn lộn được như đây, chúc anh em thật nhiều may mắn, thành công trong công việc và cuộc sống. Xem video Thanh Đồng đăng ký bấm chuông rồi theo dõi để ủng hộ Thanh Đồng nha.